chào quý vị khán giả truyền hình. Chào mừng quý vị đại biểu và hai đội chơi của xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã tham gia sân chơi lưu giữ hồn quê của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn, xã Thanh Long khi xưa nổi tiếng với truyền thống hát chèo. Đoàn chèo Thanh Long vào thập niên 60 của thế kỷ trước đã đi biểu diễn khắp các tỉnh phía Bắc, mang nghệ thuật chèo đến với công chúng trên nhiều miền Tổ quốc. Những người nổi tiếng hát chèo ở xã Thanh Long xưa kia giờ đây chỉ còn lại một vài người, nhưng họ vẫn bền bỉ âm thầm truyền dạy và lan tỏa nghệ thuật hát chèo cho các thế hệ mai sau. Xã Thanh Long xưa kia là hai xã Thanh Nga thuộc tổng Đồng Than và Đông Xá thuộc tổng Tử Dương. Xã Thanh Nga có ba thôn là Nhân Lý, Châu Xá và Đặng Xá. Xã Đông Xá khi đó cũng có ba thôn là Long Vĩ, Thượng Tài và Thụy Lân. Cả sáu thôn này có dòng sông Bắc Hưng Hải chảy qua uốn lượn thành nhiều khúc. Do đó người xưa vẫn thường gọi sáu khúc Nga, ba khúc đội. Sau cách mạng tháng 8, 6 thôn thuộc xã Thanh Nga và Đông Xá được sáp nhập thành xã Thanh Long. Từ đó, người xưa vẫn thường gọi tắt các thôn nhập lại thành hai cụm là Lý Long Tài và Đặng Châu Lân. Và điều thú vị đó cũng sẽ được thể hiện trong sân chơi ngày hôm nay, khi lần đầu tiên chương trình Lưu Giữ Hồn Quê có sự góp mặt của cả các thành viên tới từ cả 6 thôn của xã được chia làm hai đội mang tên Lý Long Tài và Đặng Châu Lân. Và chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đội tuyển Lý Long Tài ra sân chơi. Và bây giờ hãy cùng chào đón các thành viên của đội Đặng Châu Lân ra sân chơi. Đến dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo huyện, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Yên Mỹ. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ. Xin trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ. Xin trân trọng giới thiệu các cụ cao niên trong xã, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể của xã, đại diện các công ty doanh nghiệp, đơn vị kinh tế trên địa bàn xã, đại biểu đại diện cho các thôn và đông đảo bà con nhân dân xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã đến cổ vũ động viên hai đội chơi ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu ban giám khảo đến dự theo dõi và đánh giá nhận xét phần chơi của hai đội ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Hải Đăng, trưởng phòng khoa giáo Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, trưởng ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Nhung, phó trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Yên Mỹ, thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Chu Văn Phán, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Long, thành viên ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lưu Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã, và ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Long lên tặng hoa động viên hai đội chơi. Và ngay sau đây xin mời hai đội chơi trở về phía cánh gà để bước vào phần thi đầu tiên, phần thi kể chuyện làng tôi. Mở đầu chương trình, xin được mời đội tuyển Lý Long Tài ra sân khấu thể hiện một tiết mục hát chèo có tựa đề Long Vĩ Quê Tôi theo điệu Đào Liễu, soạn lời Văn Tiến Sĩ. Ai về Long Vĩ quê tôi, nghe lòng sao xuyến bồi hồi vấn vương. Làng quê vẫn đầm sắc hương ân tình. Long Vĩ
làng quê mến yêu, sâu lắng đậm mi đà thôn, xóm quê ta nhà, nhà xây mới vườn tơi mạnh đầu đồi, mới lông thôn quê mình, lòng vĩ về chùa cổ bao nhiêu cây đa ngàn tuổi nhớ thời chân châu, dù ta sống ở nơi đâu quê hương vẫy gọi hãy mau quay về. Trong nắng nghi tươi hồng đẹp sao bất tranh hồn quê thôn xóm cảm ơn đội tuyển Lý Long Tài. Và sau đây xin mời đội tuyển Đặng Châu Lân ra giới thiệu về làng mình với một tiết mục hát văn có tựa đề Thụy Lân quê em, soạn lời Văn Tiến Sĩ. Xin mời đội tuyển. Quê em đất mẹ yêu thương ý, bên dòng Hưng Hải Thụy Lân làng sản xuất sập vụ tủ chè xa long giường hạnh phúc mi bàn thờ gia tiên rộn giá nàng mi nghề Thụy Lân mi rộn giá nàng nghề máy đục xóm nàng mừng vui trai giỏi trai tài quen mi trai giỏi trai tài đánh giặc một thời nổi danh vẫn
Thủy Lân. Thủy Lân hoa mới khoe màu hủy. Cảm ơn và chúc mừng hai đội đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón số điểm ban giám khảo dành cho tiết mục của cả hai đội. Trước tiên sẽ là số điểm ban giám khảo dành cho tiết mục của đội tuyển Lý Long Tài. Xin mời ban giám khảo. 9, 10 và 10. Những điểm số rất cao. Và xin mời số điểm mà ban giám khảo dành cho đội tuyển Đặng Châu Lân. 10, 10 và 10 điểm. Xin chúc mừng đội tuyển Đặng Châu Lân. Quý vị và các bạn, ngoài hát chèo, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ còn nổi tiếng với nghề mộc. Nghề mộc được phát triển mạnh ở thôn Thụy Lân. Mộc Thụy Lân khá phong phú, gồm sản phẩm đồ mộc dân dụng, mộc cao cấp. Nghe đồn rằng là làng nghề mộc Thụy Lân thì được rất là nhiều các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đình tìm tới bởi sản phẩm giường hạnh phúc nổi tiếng, to, đẹp và chắc chắn. Và đặc biệt là các cặp đôi sử dụng giường hạnh phúc Thụy Lân thì thường sinh con có nếp có tẻ. Vì vậy mà sản phẩm ở đây bán rất chạy. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi sự tài khéo của người thợ nơi đây qua phần thi nắp ráp giường hạnh phúc. Phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 3 người chơi để lắp ghép hoàn chỉnh chiếc giường đã được gia công từ trước. Trong vòng 10 phút, đội nào lắp xong trước với kỹ thuật mộng phải chắc, khít, thang ráp phải thẳng thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Phần thi này thì chúng tôi cũng xin được mời ông Nguyễn Văn Trường, chủ nhiệm Hội nghề mộc Thụy Lân, lên giám sát cho điểm hai đội chơi. Xin được trân trọng kính mời ông. Trong trang phục áo màu nâu, bên trái của chúng tôi chính là các thành viên của đội Đặng Châu Lân. Và trong trang phục áo màu đỏ, phía bên phải của chúng tôi chính là các thành viên của đội Lý Long Tài. Và bây giờ thì xin mời ông Trường sẽ điều hành cho hai đội tham gia vào phần thi này. Hai đội sẵn sàng chưa? 1, 2, 3.
trọng tài mặc dù là vào mộng chậm hơn nhưng mà bây giờ thì họ đã đang ghét những thanh giường rồi. Và những chiếc giường cũng đang dần có hình hài rồi. Vâng, và như vậy là giường hạnh phúc của đội Đặng Châu Lân cũng đã hoàn thành rồi. Vâng ạ, như vậy đã hoàn thành, xin được chúc mừng Đặng Châu Lân. Xin được mời ông Nguyễn Văn Trường, chủ nhiệm hội nghề mộc Thụy Lân sẽ đánh giá, nhận xét vào cho điểm phần chơi này của hai đội ạ. Giường của bên Đặng Châu Lân nắp là mộng là rất chắc. Đây tôi nay thử hay không ấy được. Giác là phẳng. Tôi xin phép mà được kiểm tra dặm lên để kiểm tra thang. Phẳng chắc. Ông tài là mộng là làm thì thời lượng là tôi thấy rất nhanh, nhưng qua quá trình trong lúc thi là tôi kiểm tra là thấy làm là cũng về kỹ thuật không ổn đâu. Thực tế về thời gian đội lý ông tài thì có phần nhanh hơn, nhưng mà về trong cái bài thi này thì yêu cầu cao nhất là yêu cầu về chất lượng kỹ thuật. Đội lý ông tài cũng vì thời gian nhanh hơn nên nhờ sai sót về một chút về kỹ thuật thì cũng 10 ạ. Và bây giờ xin mời đội tuyển Lý Long Tài sẽ trình làng ca cảnh chèo có tựa đề Chuyện Làng Tôi. Xin mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi. Chèo của quê hương Thanh Long tôi đó, trai gái trẻ già đang chung sức dựng xây, diện mạo Thanh Long đổi mới từng ngày, bát đất này phải chuyển thay áo mới. Đẹp biết bao quê hương ta đó. Trai gái trẻ đoàn kết bên nhau, xây quê hương nông thôn mới đẹp mi dấu. Theo gương bác toàn dân mà học tập. Bảo bà ra đồng mà tháo nước đấy. Vâng, tôi ra ngay đây ạ. Công ta cứ tung mi, đưa nào động đến thì ta sẽ chiến đến đâu. Ơi, đứa nào ta chẳng sợ, đứa nào động đến sẽ không bị xong. Kia bà Thảo, sao bà lại vứt bao rác sang công rãnh nhà tôi thế? Rác nào? Đâu? Ai vứt?
Sự thể đã dành ra mà bà còn chối cãi sao? Đã bảo đây không vứt là không vứt, đừng có mà treo ngươi chọc tức đúng không? Đây nói cho bà biết, đây nói cho bà biết chớ nói liều đi. Lấy đây à, chớ nói điều đây bổ mặt ra. Sự thể đã dành, mắt tôi trông thấy 2 năm rõ 10. Đây, bao giác vẫn còn đây. Tôi yêu cầu bà kéo bao giác đúng vào nơi quy định cho. Đây chả thèm nói thì thôi, lại còn vẽ sự trêu người. Đừng kiếm chuyện với tôi, đừng tranh cãi lôi thôi. Cái bao giác to của nhà ai đó hỏi trời cao, nhìn thấy tôi vẫn đi nào đi. Bà vừa viết xong nào, ai trông thấy chính bà làm bậy. Tôi không làm bậy, không làm bậy, tại sao lại vứt bao giác sang cổng nhà tôi? Cái kia hai bà bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện gì hai bà nhỏ nhẹ với nhau? Thì ra hai bà đã hiểu nhau đâu. Bà chót có sai thì nhịn đi một tiếng, còn bà Thảo có đúng thì bớt đi một câu. Cô Hòa, tôi vừa ở ngoài đồng về, nhìn thấy bà chót ném bao rác sang cống rãnh nhà tôi. Tôi bảo mà bà còn cứ chối đấy. Thôi bà chót có nỡ, bà Thảo mở lòng cho qua. Các bà có biết không, vấn đề vứt rác thải ra môi trường là làm hại chính bản thân mình, đến con cháu mình, đến hàng xóm chung quanh. Điều quan trọng là hủy hoại môi trường. Đấy các bà, xem tác hại vứt rác thải bừa bãi ra môi trường là vậy đấy. Cô Hòa này, thực tình là lỗi ở tôi, ở tôi. Xin cô khẩn lỗi cả bà vì lòng nhỏ mọn nơi mới gây ra lỗi lầm, mọi người tha thứ cho tôi đi. Mọi người tha thứ cho tôi để đường đi làng ngõ xóm. Có nhất trí xây dựng nông thôn mới không? Nhất trí. Mong hai bà và mọi người sống đúng với nếp sống văn minh, đúng tiêu chí 503 sạch. 50 là 1 không đói nghèo, 2 không sinh con thứ 3, 3 không tệ nạn xã hội, 4 không bạo lực gia đình, 5 không có trẻ con bỏ học. 3 sạch là sạch nhà, sạch xóm, sạch nàng. Hai bà có thực hiện được không? Quyết tâm. Cô Hòa này, xã Thanh Long chúng ta có truyền thống hát chèo từ năm 69-70 của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ cô Hòa còn chưa được sinh ra cơ. Đội chèo Thanh Long còn được đi biểu diễn ở khắp các huyện trong tỉnh và còn đi lưu diễn ở Hà Bắc, Bắc Thái nữa kia cô Hòa. Phải rồi, bà cháu kể đoàn chèo Thanh Long lúc đó còn là mũi nhọn của tỉnh Hải Hưng ta đấy. Đúng. Hiện nay còn cụ Xiêm, cụ Khối, ông Trùng, ông Sĩ, ông Nghìn và bà Liên vẫn còn đang kéo nhị hát chèo đây này. Chủ yếu là thôn Lý Long Tài của chúng ta đấy cô ạ. Ôi, thời các cụ vui quá nhỉ, có phải không hả hai bà? Cháu chào hai bà. Tôi chào cô Hòa. Báo cáo cô Hòa, đội văn nghệ câu lạc bộ hát chèo chúng tôi vừa mới tập dương bài một hát chèo để giao lưu, lưu giữ hồn quê. Vui quá. Nào, xin mời chị em chúng ta cùng hát khúc
ngất ngàn vang khắp trên quê làng cờ bay trắng rực rỡ ra mời bà đoàn thân xây dựng kết đi đoàn thắp tươi ta cùng vui khúc hát nụ cười khúc hát nụ cười rất là ngôi khúc hát nụ cười xây nông thôn mới cho đời nở hoa mang nụ lên tới mọi nhà. Xin chúc mừng đội tuyển Lý Long Tài đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và sau đây xin mời đội tuyển Đặng Châu Lân ra thể hiện một tiểu phẩm có tựa đề Tiếng Ồn. Xin mời đội tuyển. Ông Banh! Ông Banh đâu rồi? Ra đây tôi bảo đây! Đứa nào Banh Banh gì ngoài đấy? Ông có điếc đâu mà quát to thế? Này này này, tôi nói cho nhà ông biết nhá. Ông làm gì thì làm, ông cũng phải nghĩ đến tình hàng xóm láng giềng chứ. Cái máy bào máy cưa cứ để ầm ầm suốt cả ngày, đau hết cả đầu, điếc cả tai, ai mà chịu nổi hả? Này này này, cái tay bỏ xuống không thì? Thì làm sao? Tôi đã chịu đựng nhiều lắm rồi đấy nhá. Đã bao lần sang nói chuyện phải trái với nhà ông ấy thế mà ông có thương mọi người đâu. Vẫn cứ để cái máy bào máy cưa chạy ầm ầm suốt cả ngày, cả đêm lại còn bụi mùn cưa bay mù mịt. Cái bà này nói hay nhỉ. Nhà tôi làm nghề thì phải có máy móc, mà máy móc phải phát ra tiếng kêu. Cả cái làng Thùy Lân này làm nghề mộc, có riêng gia đình nhà tôi đâu mà bà cứ đá xoáy vào nhà tôi mãi thế hả? Đúng là cả cái làng này người ta làm mộc thật đấy, nhưng người ta có ý thức hơn. Chưa đến là họ nghỉ, chập tối là họ đã tắt hết máy rồi. Còn nhà ông thì cứ để máy chạy ầm ầm suốt ngày đêm, ai mà chịu lỗi hả hả hả? Bà này hay nhỉ. Những xưởng khác ít đơn đặt hàng hơn, nhà bà tôi nhiều, tôi phải làm ngày làm đêm. Thôi thôi thôi, bà đi về, về để tôi còn làm. Tôi cứ ở đây đấy, bao giờ ông tắt hết mấy cái máy kia đi thì tôi mới về. À, cái bà này gan nỉ nhỉ. Có về không thì bảo. Tôi không về đây, ông nằm chỗ này. À, lại lại, thôi thôi, tôi xin hai bác. Hàng xóm, náng giềng, tôi nửa tắt đèn với nhau mà. Đấy đấy, cô thấy đấy. Tôi đã sang nói chuyện phải trái với nhà lão ấy về việc máy móc chạy ầm ĩ, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Ấy thế mà lão ta không hiểu biết được phải trái, lại còn định đánh tôi. Chị Thanh nói đúng đấy ông Bành ạ. À, gia đình ông không những gây tiếng ồn mà còn xả bụi mù mịt, mạt gỗ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Gần đây nhiều người mắc lao phổi rồi đấy. Họ đang làm đơn kiến nghị gia đình ông đấy. Lúc ấy ông có mà đi tù. Ôi các bà gớm thế. Các bà cứ nâng cao quan điểm. Cả cái làng Thùy Lân này đã ai chết vì bệnh ấy đâu? Chưa chết nhưng mà sắp chết rồi. Nàng đã có hai trường hợp ung thư giai đoạn cuối rồi đấy. Cũng chỉ vì bụi bẩn của mùn cưa, tiếng ồn của máy, sao mà không bệnh, không tật hả lão? Kệ các bà, việc tôi làm. Các bà định bảo nhà tôi đóng cửa nghỉ việc, nói các bà có lui lỗi nhà tôi không? Thôi, chúng tôi không thèm nói với nhà ông nữa. Đợt này chúng tôi sẽ gửi đơn lên thôn. Thôn mà không giải quyết, chúng tôi sẽ lên tỉnh nhé. Lúc ấy cho nhà ông đi tù. Ôi khiếp quá, các bà đi về để tôi có nào. Ê, chào bà Tanh, ông Bành và bà Sáu. Thế mọi người có chuyện gì vậy mà căng thẳng với nhau thế? Chào ông trưởng thôn. Mọi người có chuyện gì thế? Chúng tôi định sang gặp ông đây, đề nghị ông giải quyết tiếng ồn của nhà ông Bành cho chúng tôi nhờ. Ông Thiện biết rồi đấy, chất thải bụi gỗ đã nhiều, lại thêm tiếng ồn của máy, khó chịu quá, bực xúc lắm. Hai bà cứ yên tâm, tôi vừa mới đi họp ở xã về đây, cũng chỉ với cái tiếng ồn vào bao nhiêu đống chất thải của gỗ, tôi cùng các đồng chí trong xã đang tìm cách tháo gỡ. Song Thủy Lân chúng ta đã được làng tỉnh công nhận là làng nghề từ năm 2008. Tính đến nay thì đã được 10 năm. Chính quyền đã làm quy hoạch đưa làng nghề ra một khu riêng rồi. Chỉ còn chờ huyện, tỉnh phê duyệt là làm thôi. Giờ mới quy hoạch thì đến đời Mục Thất nhà tôi mới ra được chỗ mới. Lại suốt ngày chỉ cãi nhau với các bà ấy thôi. Cũng nhanh thôi ông Bảnh ạ. Việc chuyển các hộ sản xuất mộc ra một khu riêng là việc làm bức thiết của địa phương. Song những phát sinh của làng nghề thì vẫn chưa giải quyết được một cách triệt để. Mong hai bà và bà con trong thôn thông cảm cho.
địa phương sẽ tìm mọi cách tháo gỡ dần dần. Thú thật với trưởng thôn mà, tôi cũng đã mấy lần sang nhà ông Bành dứt tất cả dây điện máy đang nằm ra. Tôi cũng vậy, còn to tiếng với vợ chồng nhà ông ấy nữa cơ, tí thì đánh nhau to ấy. Ông Bành à, gia đình ông phải rút kinh nghiệm, mình sống thì phải có tình nàng nghĩa xóm, mà việc làm ăn của ông thì cả đời, đừng vì lợi nhuận trước mắt mà làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của cả làng ông ạ. À. Vâng, ông nói cũng phải. Vừa rồi nhà tôi nhiều đơn đặt hàng quá, cho nên phải làm thêm giờ ông ạ. Tới đây cũng ra khu mới rồi thì đỡ ảnh hưởng đến bà con làng xóm đấy ông ạ. Thế là ông đã hiểu ra rồi đấy. Trong chuyện này hai bà và mọi người phải thông cảm cho thị dân chúng ta. Thị dân chúng ta là làng nghề đang phát triển, những mặt hàng tinh tế như sập vụ tủ trẻ, kệ ghế salon, giường hạnh phúc, rồi bàn thờ tổ tiên, tủ đứng tủ ngồi vân vân và hàng trăm mặt hàng khác. Những mặt hàng xuất đi hàng ngày mang lại lợi nhuận về cho địa phương hàng trăm triệu đồng. Các bà không thấy mừng sao? Ồ, mừng quá đi chứ lại. Thế là mọi người đã hiểu ra rồi đấy. Địa phương sẽ có cách giải quyết tiếng ồn và bụi thải, không để ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống dân sinh. Hoan hô trưởng thôn! Xin được cảm ơn hai đội đã hoàn thành xong phần thi lưu giữ hồn quê. Và đây chính là những cái tiểu phẩm, những tình huống đã xảy ra ở địa phương và được người dân ở đây giải quyết rất có tình có lý, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm, lại vừa giữ được làng nghề, đem lại cuộc sống ấm no cho bà con nhân dân. Và để đánh giá về chất lượng diễn xuất cũng như là nội dung của tiểu phẩm của hai đội, chúng ta sẽ cùng đến với số điểm ban giám khảo dành cho hai tiết mục. Trước tiên sẽ là số điểm dành cho tiết mục tiểu phẩm của đội Lý Long Tài. Xin mời ban giám khảo. 3 điểm 10, xin được chúc mừng Lý Long Tài ạ. Và chúng tôi xin được mời số điểm mà ban giám khảo dành cho đội tuyển Đặng Châu Lân ạ. 3 điểm 10 ạ, xin chúc mừng đội tuyển Đặng Châu Lân ạ. Chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, đó là phần thi bịt mắt đánh trống. Ở phần thi này, mỗi đội sẽ cử ra 3 người đánh trống. Mỗi người chỉ được quyền thực hiện phần thi trong một lần. Thưa quý vị và các bạn, để tiện cho quý vị và bà con theo dõi thì xin được giới thiệu các thành viên nữ trong trang phục áo màu xanh và nam trong trang phục áo màu đỏ. Đó là các thành viên của đội tuyển Lý Long Tài. Và các thành viên còn lại, nữ trong trang phục áo màu hồng và nam trong trang phục áo màu nâu. Đó là các thành viên của đội tuyển Đặng Châu Lân. Và bây giờ sẽ là lượt đánh trống đầu tiên của đội tuyển Lý Long Tài. Xin mời chị hãy quay một vòng ạ. Ba, hai, một, bắt đầu. Vâng ạ, tiếng trống đầu tiên đã trúng ạ. Chúc mừng chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của đội Đặng Châu Lân. Ba, hai, một, xin mời. Người dân Thanh Long thật là khéo léo ạ, đã trúng hai tiếng trống rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi thứ hai của Lý Long Tài. Xin mời chị quay một vòng. 3, 2, 1, xin mời. Chúc mừng ạ. Chúng ta đến với lượt chơi thứ hai của đội Lý Long Tài. 3, 2, 1, xin mời. Đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi thứ 3 của Lý Long Tài ạ. 3, 2, 1, xin mời. Rất đáng tiếc ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi thứ 3 của đội Đặng Châu Lân. Hiện tại thì tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Lý Long Tài. 3, 2, 1, xin mời. Rất là đáng tiếc. Và ở phần thi bịt mắt đánh trống thì xin được chúc mừng các thành viên của Lý Long Tài đã là những người đã có 2 lượt đánh trung trống. Chúc mừng Lý Long Tài ạ. Thưa quý vị bà con, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi bắt chạch trong chum. Ở trò chơi này, mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên, một nam và một nữ.
Nhiệm vụ của các thành viên của hai đội đó là trong vòng 5 phút phải bắt được thật nhiều trạch. Đội nào bắt được nhiều hơn thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Và để tiện cho quý vị và bà con theo dõi thì xin được giới thiệu nữ trong trang phục áo màu hồng và nam trong trang phục áo màu nâu là đến từ đội tuyển Đặng Châu Lân. Còn các thành viên đứng bên cạnh tôi đây là các thành viên đến từ đội tuyển Lý Long Tài. Và chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là hoán đổi người chơi nữ ạ. Vâng, xin mời người chơi nữ chúng ta sẽ đổi vị trí cho nhau ạ. Ở trong phần thi này, nam sẽ bắt trạch bằng tay trái và nữ bắt trạch bằng tay phải. 3, 2, 1, bắt đầu! Chúng tôi sẽ không tính những con. Vâng thưa quý vị, như vậy là sau 5 phút hết sức khẩn trương và cố gắng. Lúc này đây thì cả hai đội đều có rất nhiều trạch trong thau. Chúng ta sẽ cùng đếm số trạch của hai đội để xem đội nào bắt được nhiều trạch hơn. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đếm số trạch của đội Đặng Châu Lân ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 và 13 con trạch chính là số trạch mà đội Đặng Châu Lân đã bắt được. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra số trạch mà đội tuyển Lý Long Tài bắt được trong 5 phút vừa qua. Vâng, xin mời ạ. 1 gạt xuống ạ. 2 14 15. Vâng ạ, đã 15 con rồi và trong trạch trong thau thì còn rất nhiều ạ. 17 18. Vâng ạ, như vậy là trong 5 phút thì đội tuyển Lý Long Tài đã bắt được 28 con trạch ạ. Và xin chúc mừng đội tuyển Lý Long Tài đã giành chiến thắng trong phần chơi này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đi cầu kiều. Ở phần thi này mỗi đội sẽ cử ra 3 thành viên, nam hay nữ đều được. Và nhiệm vụ của các thành viên là chúng ta sẽ phải đi thăng bằng trên chiếc cầu mà chúng tôi đã dựng. Và chúng ta phải đi được đến đích, tay sờ được vào chiếc cờ mà chúng tôi đã cắm ở đích kia. Khi đó thì người đó coi như đã hoàn thành xong phần thi của mình. Thưa quý vị, trong trang phục áo màu đỏ chính là 3 thành viên của đội Lý Long Tài. Và trong trang phục áo màu nâu chính là 3 thành viên của đội Đặng Châu Lân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên của người chơi tới từ đội Lý Long Tài. 3, 2, 1, xin mời. Anh chỉ đi được nửa chiếc cầu thôi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lượt thi đầu tiên của đội tuyển Đặng Châu Lân ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Khá hơn một chút ạ. Anh đi được gần tới đích rồi. Và lượt chơi thứ hai của đội tuyển Lý Long Tài ạ. Rất chắc chắn ạ, rất chắc chắn. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt thứ hai của Đặng Châu Lân. 3, 2, 1, xin mời. Không hề đơn giản chút nào ạ. Xin mời lượt chơi thứ ba của đội tuyển Lý Long Tài. Vâng, cú tiếp nước rất là đẹp, rất đẹp mắt đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai và bây giờ là lượt chơi đầu tiên của đội tuyển Đặng Châu Lân ạ. Vâng, xin mời ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, không hề đơn giản. Đội Lý Long Tài, 3, 2, 1, xin mời. Nhưng bước đi rất là chắc chắn. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn tiếp nước ạ. Vâng, sẽ là lượt chơi tiếp theo của đội tuyển Đặng Châu Lân ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Quá khó lắm.
Không hề đơn giản một chút nào ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đón thành viên của đội Lý Long Tài. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một lượt chạm tới chiếc cầu kiều. Xin mời 3, 2, 1 bắt đầu. Thưa quý vị và bà con, như vậy là trong phần thi đi cầu kiều thì đã không có thành viên nào đến được đích và chạm được tay vào chiếc cờ kia. Như vậy là ngày hôm nay cả hai đội chơi của xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã cùng nhau trải qua 4 phần thi trong chương trình Lưu Giữ Hồn Quê của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên và cống hiến cho quý vị khán giả rất nhiều những giây phút thật là thú vị. Và bây giờ trên tay của chúng tôi đã có số điểm tổng kết từ phía ban giám khảo dành cho cả hai đội chơi. Ngày hôm nay thì đội Đặng Châu Lân đã giành được tổng số điểm là 88 điểm ạ. Thưa quý vị và bà con, và số điểm mà đội tuyển Lý Long Tài giành được sau 4 phần chơi ngày hôm nay là 89 điểm ạ. Sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà báo Hải Đăng, trưởng phòng khoa giáo Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ lên trao giải cho hai đội chơi. Chương trình Lưu Giữ Hồn Quê giữa hai đội Lý Long Tài và Đặng Châu Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.